cô chú anh chị và các bạn, buổi trưa nha. Nay mình mua ít đồ nhỏ nhỏ rồi mình kiểm tra. Nay mua mấy cái nắp bắp, coi nó im không nè, có ok không? Ok thì bà con xài cái này cũng ok ha. Đẩy mấy cái nắp bắp nó xíu luôn. Súp bắp rất là ok, nhập khẩu nha bà con. Wow, quá đẹp luôn. Mua 10 cái nắp súp bắp này, mấy anh em nào cần thì đẩy vô súp bắp xe đạp. America, America. Nắp nhôm cực kỳ cứng luôn, nắp nhôm nha. Bà nghe có tiếng là thấy đã rồi. Đó, 50.000 một cặp. Nó quên lộn, 50.000 một cái luôn, 50.000 một cặp thôi, 50k một cặp, 2 cặp trở lên nha bà con, cộng đậm màu, nhưng mà mình lấy có màu xanh này, màu xanh mình yêu thích, anh em nào chơi mình kêu đại dặn cái vòi số bắp mình nè, rất là dễ thương, 50k, America, America, America. Ok chưa, Meruka, nắp súp bắp, gì đây, Meruka, cái này gì đây, nó đặt cũng mấy món trên eBay nên về gì lấy đó, 5-7 ngày mới về một lần. Nhỏ nhỏ thôi, mình có mới đạn Sidemix BB30, anh em có chơi thì alo nhé, giá rẻ bình dân chơi rất là nhẹ nhàng luôn. Victoria, hay một chai Victoria quá giỏ, chai quá giỏ Victoria. Hay 400 máy đó, Victoria 150ml. Wow, hàng Pháp Victoria. Bà con châm vào cái vỏ không ruột đấy, để cho nó tự quá. Đây là vỏ, giá vỏ, giá vỏ Victoria. Chai này nó có cái lượng đo đây, còn sẽ châm theo cái mắt đây ha. Rồi đây là chai giá vỏ, xài vỏ không được châm vô chạy thôi. Chia sẻ với bà con ai chơi thì mình chơi. Rồi chào bà con, buổi trưa vui vẻ quá đã luôn. Mấy cái nắp này thích quá, cái tiếng nào bà con hay đã Meruka, nắp súp bắp xe đạp rất là đẹp, đẩy vô một cái thôi cực kỳ hấp dẫn luôn. Đây nha bà con, tại mình có mình thích màu xanh thì mình mua nắp súp bắp, mà nắp súp bắp này nắp súp bắp thường nè bà con, màu mũ không, tại vì con dặn là nó sẽ bị nứt hoặc là tét ra ngoài. Đây một nắm nắp súp bắp màu xanh, bà con dặn vào đây. Đẹp chưa, thứ nào chịu nổi thứ này. 50.000 cặp có mắc mỏ gì đâu. Đẹp cực kỳ luôn. Đấy, bà con vào nữa thì sẽ thấy một cặp rất là tuyệt vời. Đây, sao nè, không có nè. Rồi vào luôn. Đẹp không, chụp vô là thấy phái rồi. Nó hiểu nó quay bên kia rồi, hiểu nó nè. Thấy cái chữ thấy đẹp rồi không, rõ nét nè. 100.000 cặp mình cũng mua nữa, thật sự nó rất là đẹp. Đẹp không, con vô cái mà con hay phê liền, phải liền đúng không? Nó hay như vậy nó mới hợp lý với cái một tông xì tông. Có màu cam, màu xanh, màu đỏ, màu đen gì tùm lum hết, nhưng mà mình thích màu xanh, mình mua màu xanh nha bà con cho nó sáng. Rồi ai có nhu cầu thích đẩy nắp súp bắp thì cứ alo em. Đây, rồi bỏ vào đây,
Đây sẵn này giới thiệu luôn, nó có mấy cái nắp chút bắp lại đây đây. Đây của em là u tẹt ra nè, em còn bỏ ra nè, 101.37 ha, nhân 24 mới choát luôn, em không xài nó nặng. À, bây giờ thời buổi 2024 rồi nè, hôm nay chúng ta không xài nữa. Đây bà con xài loại này rẻ nhất trong giới bạc đạn ceramic, loại bình thường thôi. Đó, mà nó nhẹ nó trơn, rất là tuyệt vời luôn. Bà con cứ thay vào để chạy cho chúng ta, nó có ceramic nè, rất là trơn mượt mịn. Bình dân mình mua cái xịn 1 triệu mấy 2 triệu 3 triệu 5 triệu 7 triệu thì cũng xài 5 7 10 năm nó chưa hư. Cái này mình xài với bình dân, với bình dân của mình cũng mấy trăm ngàn, mình xài nó đơn giản 2 năm thôi, mình bỏ mình thay cái khác cũng ngon, không cần phải mua cái loại 10 triệu 5 7 triệu. Thì tiền nào của nấy, cái kia nó nhẹ hơn, mình được thêm vài dòng nữa, 2 3 dòng nữa thôi. Thì cái này nó cũng đã lên ceramic đó, thì mình xài cái loại bình dân này được là BB30 rồi. Anh em nào có nhu cầu vô em đó, 400k 500k cái mình lấy cái cũ mình đổi lại luôn đó, thu lại rồi mình 600 thu này lại 300 200. À, bà con cứ bù vô quăng qua, gửi cái này còn đẹp, gửi qua ha, BB mà đâu có bị rơ hư gì, rồi đổi lại luôn, nâng cấp cái này lên bù tiền có hàng luôn. Cứ đổi lấy cái đó đổi rồi mình lấy cái này nè, mình biết làm gì không, đem bán cho mấy anh em nào mà người ta không có nhu cầu á đó. Đó, người ta bị đạn rơ và đạn hư đó, mình bán lại cho mình cũng không xài nữa, cái loại này không xài đu rắc đu rít dục da mè hết. Nói chung là thời điểm nè, ngon bổ rẻ chơi rồi, chất lượng nhẹ là mình chơi thôi, không có cần gì hết. Rồi đó, anh em có nhu cầu alo em luôn, 0922222518, 0937771577, 0937771677. Có alo là có chơi đó, muốn đổi cái BB là chơi, bù em mấy xị là làm thôi đó. Bù 3 xị 4 xị tùy BB đẹp xấu rồi xong nha. Cứ đổi là em gom cái BB đem lên Sài Gòn em giao lại cho mấy anh nào mà có người ta cần, người ta dùng, người ta xài cái này. Hoặc là chia cho mấy thợ thầy đó, làm gì đó vô xe vô bọng vô, mình không xài nữa. Anh em nào có xài thì hãy nâng cấp theo mình.